trước những ý kiến không đồng tình việc quấn cỏ nhựa trên cột điện vừa xấu mỹ quan đô thị vừa không hiệu quả chống giao vặt, câu hỏi được đặt ra, vậy đâu là biện pháp chống rác quảng cáo hiệu quả trên cột điện? Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, theo thống kê, từ đầu năm đến nay có hơn 81.000 ca mắc sốt xuất huyết trên toàn quốc. Bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng trong giai đoạn cao điểm mùa mưa. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết nên vai trò của các trạm y tế và cộng tác viên y tế ở khu dân cư là rất quan trọng. Đây là lực lượng nòng cốt trong giám sát, phát hiện và phối hợp với y tế tuyến trên dập nhanh các ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ trong cộng đồng ngay khi mới bùng phát. Vâng, tại tỉnh Bình Phước, theo chân cán bộ, nhân viên y tế cơ sở trong chiến dịch diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết trong cộng đồng mới thấy được sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ này, thưa quý vị. Cứ vào đợt cao điểm của bệnh sốt xuất huyết là các cán bộ nhân viên y tế lại len lỏi vào từng ngõ hẻm để tuyên truyền, vào từng hộ dân kiểm tra các vật dụng chứa nước để diệt lăng quăng và hướng dẫn người dân cách xử lý lăng quăng, bọ gậy để giảm tỷ lệ ca mắc sốt xuất huyết. Việc mà phòng chống sốt xuất huyết này thì ý thức người dân thì chiếm hết 80% về cái tỷ lệ phòng bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên là so với những năm trước đây thì cái ý thức người dân cũng đã có cái khả quan hơn về cái cách phòng bệnh cũng như là cách vệ sinh môi trường, cũng lắp những vật dụng chứa nước xung quanh nhà, cũng như dọn dẹp những cái vệ sinh những vật dụng chứa nước. Cùng đội ngũ nhân viên y tế